Are they your friends? Ok, các em thân mến, vậy trước khi bắt đầu, chúng mình hãy cùng cô xem những từ vựng và mẫu câu mà các em sẽ học trong bài học ngày hôm nay bao gồm những từ vựng và mẫu câu nào nhé. Friend, friend. They, they. Are, are. Aren't, aren't. And the model sentences. This is my friend. And name. Are they your friends? Yes, they are. No, they aren't. Very good.